làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi cộng đồng các dân tộc đến từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam cùng nhau sinh sống hòa thuận dưới một ngôi nhà chung, là nơi văn hóa đa sắc màu giao lưu, hội tụ và tỏa sáng, nơi cộng đồng các dân tộc cùng chung mục tiêu bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và cùng nhau quảng bá những giá trị đó đến với cộng đồng, góp phần tăng cường củng cố khối đoàn kết các dân tộc. Chúng tôi về đây cũng vui vẻ, phấn khởi, đoàn kết bên nhau. Vui lắm, thật sự luôn, rất là vui, cũng nhờ cảm ơn Đảng, Nhà nước đã thành lập cái khu du lịch của nước Việt Nam. Thì nhờ cái đó thì bà mình các dân tộc, 54 dân tộc mới gặp được nhau. Thực sự là một nơi hiếm có, bởi vì không có nơi nào mà có đầy đủ tất cả những cái dân tộc, những cái tất cả những bản sắc, những người anh em như thế này. Tôi cũng được tìm hiểu về các cái lối sống, cũng rất là tự hào về cái tình đoàn kết của các dân tộc anh em Việt Nam. Không chỉ tồn tại như một địa chỉ hội tụ của tinh thần đoàn kết, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã trở thành nơi định cư của nhiều gia đình, nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống làm ăn để hướng tới một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Về đây thì mình thấy bỡ ngỡ, một cái môi trường khác biệt với nhà mình. Làng văn hóa là các lãnh đạo cũng rất là quan tâm tốt, mọi cái chế độ thì cũng được ưu ái. Bên làng cũng cho đất đai của mình, cho đất đấy, trồng rau, chăn nuôi. Mình cái coi cái ngôi nhà này như là cái ngôi nhà thứ hai của mình. Mình phải xác định là mình về đây bảo tồn, giới thiệu, giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình. Các dân tộc khác họ cũng về đây. Vâng lời dạy của bác, xuyên suốt lịch sử 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới, là lá cờ đầu trong công tác tập hợp và đoàn kết các lực lượng thành một thể thống nhất để cùng Đảng đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều chặng đường lịch sử. Cùng với đó, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là một trong những biểu tượng của tinh thần đoàn kết cao đẹp của các dân tộc Việt Nam. Giữ gìn, lan tỏa những nét văn hóa tốt đẹp, đặc sắc tinh hoa nhất của nền văn hóa dân tộc, của đồng bào các dân tộc Việt này, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đã và đang thực hiện khá tốt nhiều năm nay. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đánh giá cao Ban Quản lý làng văn hóa các dân tộc Việt Nam nhiều năm qua đã kiên trì tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tích cực vào giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó chính là củng cố, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc. Hỡi ai con cháu rồng tiên, mau mau đoàn kết, vững bền cùng nhau. Lời hiệu triệu năm xưa của Bác Hồ vẫn như còn âm vang cùng non sông đất nước. Và hôm nay, tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn giữa cộng đồng 54 dân tộc anh em trong ngôi nhà chung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tăng cường vững chắc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo ra sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.